Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những thông tin mới nhất, chính xác nhất luôn được chúng tôi cập nhật để chuyển tới quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thuế bất động sản là giải pháp để bình ổn giá nhà. Bảng giá đất mới ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm tăng giá bất động sản. Thuế là một trong những giải pháp được nhiều nước dùng để điều tiết giá nhà. Công cụ này cũng có thể giúp bình ổn đà tăng bất động sản tại Việt Nam. Theo Savin, trong báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ gần đây, Bộ Xây dựng đề xuất đánh thuế với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà đất nhằm hạn chế đầu cơ, mua đi bán lại trong thời gian ngắn để kiếm lời. Đánh giá về việc áp dụng thuế bất động sản này trong báo cáo phát ra ngày hôm nay, Savin Việt Nam cho rằng điều này cần được xem xét trong bối cảnh giá nhà tại các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang quá cao, đều trên 68 triệu đồng mỗi mét vuông. Nguồn cung nhà ở phân khúc vừa túi tiền dưới 3 tỷ đồng đang cạn kiệt dần qua các năm và căn hộ sơ cấp giá dưới 2 tỷ đồng cũng đã hoàn toàn biến mất. Bà Cao Thị Thanh Hương, quản lý cấp cao bộ phận nghiên cứu Savins, dẫn chứng mỗi năm giá nhà tại thành phố Hồ Chí Minh tăng trung bình từ 5 đến 10%. Giả sử một hộ gia đình thu nhập trung bình dù có thể tiết kiệm tối đa 40% thu nhập mỗi tháng, cũng cần hơn 30 năm để mua một căn nhà với điều kiện giá nhà không tiếp tục tăng. Giá nhà tăng liên tiếp sẽ là nghiêm trọng tình trạng bất bình đẳng xã hội, tiềm ẩn mầm mống bất ổn an sinh về lâu dài. Theo bà, các chủ sở hữu bất động sản ở Việt Nam hiện nay không phải chi trả thuế tài sản, trong khi khung thuế, phí chuyển nhượng cũng thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Trong bối cảnh đó, việc chính phủ cân nhắc áp dụng các biện pháp bình ổn, điều tiết thị trường như đánh thuế bất động sản thứ hai sẽ là giải pháp hạ nhiệt giá nhà. Bà cho biết, so với các sắc thuế chủ lực khác như thuế doanh nghiệp, thuế bất động sản không cần cạnh tranh hay bị giới hạn bởi các hiệp định quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng thừa nhận để đưa việc đánh thuế tài sản từ đề xuất đến thực tế là không dễ. Theo bà Hương, Việt Nam cần xây dựng hệ thống số hóa toàn bộ dữ liệu bất động sản dân cư một cách minh bạch nếu muốn đánh thuế tài sản. Để làm được điều này, phải đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công cụ tính thuế và cần nguồn tài chính lớn. Ngoài ra, xác định mức đánh thuế bao nhiêu cho hợp lý cũng là bài toán khó. Làm sao vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, vừa không ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành bất động sản vốn có mối liên kết chặt chẽ với nhiều ngành khác, vừa hài hòa lợi ích người dân và tránh sốc cho thị trường. Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Tin học và Kinh tế ứng dụng cũng nhận định muốn đánh được thuế tài sản, trước mắt cần kiểm soát được giao dịch bất động sản. Trước nay, rất khó đánh thuế này vì không thể chứng minh được ai đó có bao nhiêu tài sản để đánh thuế. Khi không thể biết được một người có bao nhiêu bất động sản, việc đánh thuế chỉ làm méo mó thị trường bất động sản, khiến nhà đất khan hiếm, càng đẩy giá leo thang. Đây là bài học phát sinh ở một số quốc gia đã đánh thuế bất động sản trước đó. Theo đó, ông cho rằng trước hết cần minh bạch trong dữ liệu và chỉ nên xem xét sử dụng việc đánh thuế khi có những hành vi gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến thị trường. Đánh thuế bất động sản chỉ là một trong nhiều biện pháp giúp cho thị trường bất động sản phát triển minh bạch và bền vững. Biện pháp tối ưu nhất là cần đẩy mạnh quá trình số hóa và xây dựng kho cơ sở dữ liệu về đất đai cũng như dữ liệu về giá trị tài sản là bất động sản, ông Hiển nhìn nhận. Một thăm dò mới đây của VN Express với gần 32.000 độc giả cho thấy gần 70% phản hồi đồng tình với việc đánh thuế bất động sản thứ hai và bỏ hoang. Thực tế, đề xuất đánh thuế nhà từng được Bộ Tài chính nêu tại dự thảo luật thuế nhà đất năm 2009, mức 0,03% với nhà trên 500 triệu đồng. 10 năm sau, nhà chức trách lấy ý kiến dự thảo luật thuế tài sản với hai phương án về ngưỡng đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng hoặc 1 tỷ đồng, tương ứng thuế 0,3% hoặc 0,4%. Song các đề xuất này đều vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận ngay khi công bố, nên gác lại. Dù vậy, sau 15 năm đưa ra bàn thảo nhiều lần, đến nay chính sách thuế bất động sản vẫn chưa ngã ngũ. Bảng giá đất điều chỉnh không còn tăng sốc như dự thảo hồi tháng 7 nhưng vẫn sẽ làm thay đổi giá bất động sản, đặc biệt khu vực vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Theo các chuyên gia, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành bảng giá đất điều chỉnh sử dụng đến hết năm 2025. Theo đó, mức giá thấp nhất là 2,3 triệu đồng mỗi mét vuông thuộc khu dân cư Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ, cao nhất là 687,2 triệu đồng ở các đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, quận 1. So với dự thảo hồi tháng 7, khung giá giảm bình quân từ 20 đến 25% và tăng từ 4 đến 38 lần so với quyết định 02.
chưa nhân hệ số K tùy vị trí. Cũng theo tìm hiểu, giá đất trong bảng điều chỉnh này đang thấp hơn so với giá giao dịch trên thị trường từ 25 đến 50%. Đánh giá về bảng giá đất điều chỉnh vừa được thông qua này, Tiến sĩ Huỳnh Phước Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Kinh tế, Luật và Quản lý thuộc Trường Đại học Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, Đại học Kinh tế TP.HCM cho rằng không có quá nhiều thay đổi so với dự thảo hồi tháng 7. Theo ông, khung giá vẫn tăng cao so với quyết định 02/2020, vì vậy mức giảm 20-25% không đủ để tạo ra tác động mạnh. Đặc biệt, tỷ lệ giảm giữa các địa phương vùng ven không đồng đều và vẫn khá cao so với giá hiện hành. Cụ thể, giá đất điều chỉnh mới nhất của thành phố Thủ Đức cao hơn giá cũ 1,5 đến 11 lần, huyện Củ Chi cao hơn từ 3 đến 11 lần, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn cao hơn từ 2 đến 11 lần. Theo đó, ông cho rằng bảng giá này sẽ tác động đến những người muốn chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, nhất là các huyện ngoại thành, họ sẽ phải đóng tiền sử dụng đất phí trước bạ cao hơn nhiều. Ví dụ như nền đất 100m² trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, theo bảng giá mới sẽ có tiền chuyển mục đích sử dụng đất tăng 2,4 lần, tức trước đây khoảng 2,1 tỷ đồng, giờ lên hơn 5 tỷ đồng. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 110.090 ha đất nông nghiệp ở 9 địa phương sẽ chịu tác động khi bảng giá đất điều chỉnh áp dụng. Theo đó, với người dân có đất nông nghiệp nhưng chưa chuyển đổi được lên đất ở do vướng các quy hoạch hoặc là các yếu tố khách quan, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cho biết hiện tại chính phủ đang xây dựng nghị định về miễn giảm tiền thuê đất, sử dụng đất. Khi góp ý, thành phố sẽ đưa nội dung trên vào để người dân thuộc trường hợp nào không bị tác động nhiều, đảm bảo quyền lợi chính đáng của họ. Dưới góc độ thị trường, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Bất động sản khu vực miền Nam cũng nhìn nhận mức giá mới giảm sốc hơn so với dự thảo tháng 7. Nhiều vị trí khu vực tuyến đường được tính toán lại theo giá bình quân hợp lý. Và xét trên góc độ giao dịch thứ cấp, nhà đầu tư mua đi bán lại, bảng giá đất mới sẽ không làm thay đổi quá nhiều giá trị của các loại hình nhà riêng, nhà phố, đất thổ cư. Tuy nhiên, với thị trường sơ cấp, giá đất tăng, làm thuế, chi phí, tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng tăng sẽ kéo giá thành bất động sản buộc phải điều chỉnh. Ngoài ra, không loại trừ tình trạng người sở hữu nhà đất ăn theo đà tăng giá của các loại hình bất động sản như chung cư, nhà phố, đất nông nghiệp, đất nền để điều chỉnh giá bán thứ cấp gây tình trạng sốt nóng cục bộ ở vài phân khúc. Chi phí chuyển đổi đất nông nghiệp lên thổ cư tăng cao có thể là cơ hội để những người giữ quỹ đất thổi giá nếu nhà nước không có biện pháp kìm cương, ông Tuấn lo ngại. Dẫu vậy, các chuyên gia cho rằng việc kỳ vọng bảng giá đất điều chỉnh về tương đương hay chỉ tăng nhẹ so với bảng giá từ năm 2020 là rất khó. Về bản chất, giá đất được đưa ra theo quyết định 02 đã không còn sát với thị trường, thậm chí bảng giá mới hiện nay cũng chỉ phản ánh được khoảng 50-70% giá trị giao dịch thực tế. Bảng giá này sẽ là bước đệm để từ năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh ban hành giá đất mới theo đúng quy định của luật đất đai. Điều này sẽ giúp giảm sốc cho người dân. Điểm tích cực về bảng giá đất cũng được các chuyên gia đồng tình là việc điều chỉnh áp dụng sớm và cần thiết và giúp cho thị trường minh bạch ổn định, giải quyết những vướng mắc tồn đọng và điều này. Đồng thời thay đổi thói quen bán nhà hai giá tồn tại nhiều năm qua, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng tính thuế và làm thất thu ngân sách của nhà nước. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cũng nói trong cuộc họp báo rằng khi áp dụng bảng giá đất điều chỉnh, các khoản lệ phí, thuế, tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính về đất đai sẽ được công khai, minh bạch và công bằng. Ngoài ra, các khoản xử phạt hành vi vi phạm về đất đai cũng tăng lên, góp phần răn đe và làm trong sạch, lành mạnh thị trường bất động sản. Với người có đất bị thu hồi, việc xác định giá tái định cư sẽ minh bạch và nhanh hơn so với trước đây, đảm bảo công bằng trong giá thu hồi đất. Điều này tác động tích cực đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bảng giá đất điều chỉnh lần này do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, không thông qua Hội đồng Nhân dân thành phố. Từ đầu năm 2026, thành phố sẽ áp dụng bảng giá đất hàng năm chung theo luật đất đai. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, bảng giá điều chỉnh được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có dữ liệu của 133 quyết định phê duyệt giá đất bồi thường, hỗ trợ tái định cư với 1.293 khu vực vị trí đất đã được duyệt giá đất, 96.330 giao dịch thành công theo dữ liệu liên thông của cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế để phân vùng giá trị.